có làm việc. Rồi chúng ta sẽ nói đề tài của chúng ta là lãnh đạo chuyển mình để thành công. Chúng ta đã nói về lãnh đạo rồi, nhưng cái chuyện mà chuyển mình á, đó là một cái dạng hay lạ ha. Lãnh đạo mà còn chuyển mình á. Lý do tại sao chuyển mình phải không? Tại có nhiều lãnh đạo nằm lì. Có nghĩa là có cái chức lãnh đạo rồi cái nằm ì đó luôn, rồi kêu ghéo mà không đi nữa, chỉ ngồi lãnh đạo thôi mà không có làm gì chứ. Nếu mà lãnh đạo mà không có chuyển mình, không có hành động thì không thể nào mà thành công được. Chúng ta sẽ nói về loạt bài của chúng ta. Để chuyển mình thành công á, thì anh em cần phải học để chúng ta nhận biết một số điều mà Chúa sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Chúng ta sẽ lấy theo cái chức vụ của Chúa Giêsu lãnh đạo. Chúa Giêsu là một trong những người lãnh đạo xuất sắc nhất. Chúng ta sẽ học một số điều từ nơi Chúa Giêsu. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về Chúa Giêsu là một chức vụ thật, một chức vụ thật. Số 2, chúng ta sẽ nói về để chuyển mình thành công á, thì cần phải có cái sự cầu nguyện. Hình như là đây là những đề tài nó rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng hôm nay chúng ta sẽ nói sâu về vấn đề đó. Để chuyển mình thì anh em cần phải học cái bài học của Chúa Giêsu, đó là thăm viếng và chăm sóc. Và kế tiếp đó là chúng ta phải là người đi dạy dỗ. Và cuối cùng đó là chúng ta phải là người có một cái sự tương tác với nhân sự trong hội thánh, với anh em, với mọi người. Rồi chúng ta sẽ đi từ phần 1 trong đọc bài của chúng ta. Để trở thành một người thành công thì chúng ta cần phải tránh xa những cái chức vụ giả tạo hay là giả mạo á. Nếu anh em chơi những người mà giả mạo hay là lãnh đạo giả tạo thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu giả giống họ luôn. Còn nếu anh em là người hầu việc Chúa mà chúng ta kết bạn hoặc là liên kết hoặc là chơi chung những người mà thật á, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những người lãnh đạo thật. Người đời ta còn nói mà phải lựa bạn mà chơi. Cảm ơn Chúa là Chúa cho ở trong khu vực của chúng ta, phần lớn các anh em hầu vị Chúa đó là những người chịu học tập, chịu kỷ luật, và là những người có một cái đời sống rất là khao khát để trở thành cái người hầu vị Chúa thành công. Trong Cựu Ước, Chúa cho chúng ta một số dạy dỗ liên quan về những cái chức vụ giả mạo. Ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 từ câu 1 đến câu số 22, Các Vua Thứ Nhất đoạn 6 từ câu 20 đến câu số 30, Các Vua Thứ Nhất đoạn 7 từ câu 48 đến câu số 50, và Sử Ký Thứ Nhì đoạn 12 từ câu 9 đến câu số 10, cũng như Công Vụ đoạn 6 từ câu 2 đến câu số 4. Tôi xin đọc ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 25. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy bảo dân Israel dâng lễ vật cho ta, hoặc họ sẽ làm cho ta một đền thánh để ngược ta ngự giữa họ. Con hãy làm một nắp thi ân bằng vàng ròng. Con hãy để nắp
thì ăn trên hòm và đặt vào trong đó bản chứng ước mà ta sẽ ban cho con. Ta sẽ gặp con tại đó, từ trên nắp thi ân. Chúa bảo Môi-se, hãy làm cho Chúa một cái hòm giao ước và cái liều tạm để Chúa ngự ở tại đó. Điều đặc biệt là làm cái hòm giao ước á, một cái nắp thi ân bằng vàng ròng. Có nghĩa là ở trên cái hòm giao ước á, thì đặc biệt là phần nắp á, và có hai cái con cherubim ở trên đó đó là làm bằng vàng, vàng ròng đó, rồi là vàng nguyên chất đủ số tuổi á. Chúa muốn cho đền thờ của Ngài không người nào có quyền đề xuất chỉnh sửa cái bản vẽ thiết kế của Chúa. Và khi Salomon ông xây sửa đền thờ, ông cất cái đền thờ thì ông cũng làm đúng theo cái bản vẽ hướng dẫn của Chúa. Ở trong các vua thứ nhất đoạn 6 từ câu 20 đến câu 23, nơi chí thánh dài 10 mét, rộng 10 mét và cao 10 mét. Đúng ra là cái nơi chí thánh á, là cái hình vuông đó anh chị em, hình vuông 10 mét vuông á, mà hình vuông mà hình khối vuông đó. Bàn thờ bằng gỗ bá hương cũng được bọc vàng. Solomon bọc vàng ròng phía trong của đền thờ và cho dân một dây xích bằng vàng trước nơi chí thánh, là nơi cũng được bọc bằng vàng. Vua bọc vàng toàn bộ đền thờ, không trừ một chỗ nào. Vua cũng bọc vàng khắp mặt bàn thờ tại nơi chí thánh. Trong nơi chí thánh, vua làm hai cherubim bằng gỗ ô liu cao 5 mét. Vua cũng bọc vàng cho hai cherubim. Còn đền thờ cũng được phủ vàng cả trong lẫn ngoài. Các vua thứ nhất đoạn 7 từ câu 48 đến câu số 50. Solomon làm tất cả các vật dụng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, như bàn thờ bằng vàng, bàn để bánh cung hiến cũng bằng vàng, các chân đèn bằng vàng ròng đặt trước nơi chí thánh, 5 cái bên phải và 5 cái bên trái, hoa đèn, thiếp đèn và kẹp gấp đều bằng vàng, những chậu kéo cắt tỉa tim đèn, bát khay đựng cho và khay đựng than đều bằng vàng ròng. Các bản lề cửa vào nơi trong đền của Đức Chúa Trời, tức là nơi chí thánh, cửa ra vào của đền cũng đều bằng vàng. Anh biết cái bản lề không? Bản lề nó cũng bằng vàng, nó đựng ở chi những cái vật khác. Rồi sau đó thời kỳ của vua Salomon qua đi, cho đến cái lúc mà dân Israel bị mất nước trong Sử Ký thứ nhì đoạn 12 từ câu 9 đến câu số 10. Sisak vua Ai Cập kéo lên đánh Jerusalem, chiếm đoạt các vật báu trong đền thờ Đức Giê-hô-va và trong cung vua. Vua ấy cướp sạch các báu vật, kể cả những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam làm các khiên bằng đồng thay thế và giao cho các quan chỉ huy thị vệ canh giữ cửa hoàng cung. Chúng ta thấy có một cái điều mà đến cái thời kỳ của vua Roboam, đó là gì? Đó là vị vua này, ông đã thay thế vàng bằng đồng. Ở đây muốn nói một cái chức vụ hầu vị Chúa thật sự đó, được so sánh như là vàng ròng, vàng. Còn một chức vụ giả tạo là gì?
thay thế vàng nó bằng đồng. Chúng ta thấy vàng á, nó có giá trị hay đồng có giá trị? Vàng nó có giá trị, đồng nó giống như vàng nhưng nó không phải là vàng. Cái giá trị của đồng nó rất là thấp, và trong đồng nó có nhiều tạp chất hơn chồng, còn vàng được lấy ra khỏi tạp chất rồi. Ở trong lời Chúa, Chúa nói một cái chức vụ để trở thành vàng á, là chức vụ phải như thế nào? Phải được thử luyện đưa qua lửa. Một cái chức vụ hầu việc Chúa thật sự đó là một cái chức vụ phải bị thử thách, thử luyện của Chúa. Khi anh em đi hầu việc Chúa mà anh em không có chịu nổi cái sự thử luyện, thử thách á, thì chúng ta không thể nào trở thành vàng được. Có một số chức vụ ngày hôm nay đi học xong rồi về tới nhà muốn được cái phong chức này phong chức kia, nhưng không chịu đựng nổi trước cái sự thử luyện của Chúa. Khi đối diện những thử thách lớn, những sự khó khăn, những cái sự đau khổ ở trong chức vụ, thì họ bắt đầu rời bỏ chức vụ, tại vì họ chỉ là đồng thôi chứ không phải là vàng. Một chức vụ vàng, chúng ta thấy để cho vàng nó có giá trị đó là người ta phải nung nó trong lửa, phải không? Vàng đó lúc đầu đó là vàng, gọi là vàng mỏ, là mỏ vàng đó, là vàng nguyên khối đó. Người ta đem về, người ta phải đưa vào lửa. Khi lửa nó cháy đến nỗi vàng bằng cục bằng thổi đó, nó sẽ chảy ra thành nước luôn. Rồi sau đó người ta mới có cái cách để người ta lấy, gọi là người ta lấy cất vàng ra, người ta lấy ra những cái tạp chất của vàng ra để mình cái tạp chất người ta vứt bỏ. Nhà gần anh Mười Bắc đó, có một số cái tiệm vàng đó, người ta cũng làm cái kiểu đó. Rồi khi mà lấy tạp chất đó xong hết rồi, người ta mới định lượng cái tuổi vàng. Vàng 18, vàng 24 hoặc là vàng SPC này kia đó, thì vàng mà nó được đưa qua lửa nung nó nấu và được luyện nó cao độ chừng nào thì vàng nó trở nên có giá trị chừng đấy. Rồi từ đấy vàng người ta lấy ra, người ta sẽ làm những cái sự trang sức, làm trang sức, người ta mới chỉnh, người ta mới làm đủ một cách. Cái thì người ta làm nhẫn, làm đôi bông hoặc là làm dây chuyền này kia. Nhưng phần lớn á, trong cái bài học của chúng ta ở đây nói rằng á, là người luyện kim này họ làm những cái khí cụ ở trong cái đền thờ, và để trong cái đền thờ đó phần lớn cái gì liên quan đến thánh á là phải bằng vàng hết. Liên quan đến bằng chỗ mà trực tiếp để là thánh á là phải bằng vàng hết. Thí dụ như là đèn thì cũng phải bằng vàng, cái khay mà để tim đèn cũng bằng vàng, cái kéo mà cắt tim cũng bằng vàng, cái mà để cái chậu để cái cho vàng cũng phải bằng vàng, bằng cho bằng vàng. Rồi cái nắp thiên ân phải bằng vàng, thậm chí nó cái cửa cũng phải bằng vàng, cái bản lề cũng phải bằng vàng. Cái gì mình liên hệ trực tiếp đến sự hiện diện của Chúa, đến thánh á, là phải bằng vàng. Tại vì ở đây là nơi hồng giao ước ở đại đó, nhưng mà ở ngoài cái cổng thì không bằng vàng, ngoài cái cổng hay là bằng đồng, phải không? Ngoài cái hành lang á, cái chậu bằng đồng, cái chậu rửa tay bằng đồng, những cái đồ vật ở ngoài hành lang bằng đồng mà liên hệ đến nơi thánh á là phải bằng vàng. Khi anh em làm lãnh đạo đó thì anh em phải trở thành cái người được gọi là nên thánh. Nếu anh em là một người lãnh đạo thì anh em phải là người nên thánh. Như vậy nên thánh chỉ dành cho những người tin Chúa chứ không phải dành cho người không tin Chúa. Anh em nhớ một điều nghe, người không tin Chúa họ không thể nào nên thánh được, tại vì trong người của họ đã có những cái ác thần,
có những cái tà linh ở trong người của họ, thì làm sao mà họ nên thánh được? Không có tôn giáo nào có thể khiến họ nên thánh trước mặt Chúa được. Chỉ khi nào họ tin Chúa và thánh linh trong đời sống của họ, và lời Chúa sẽ giúp cho họ trở nên thánh. Khi tôi và anh chị em quyết định trở thành cái người hầu vì Chúa đó, thì anh chị em phải đi qua một cái tiến trình gọi là tiến trình nên thánh. Anh em phải học nhớ điều này. Chức vụ thật đó là chức vụ phải chấp nhận, phải chấp nhận mình phải được nên thánh. Nếu anh em không nên thánh đó, thì anh em không thể nào giúp cho hội thánh hay giúp cho người khác hoàn thành cái chương trình của Chúa được. Bây giờ tôi xin nói một vài đặc điểm của tiến trình nên thánh. Đặc điểm của tiến trình nên thánh, anh em ghi, hoặc là anh em không ghi thì chúng ta về mở lại, chúng ta ghi đi. Đặc điểm của tiến trình nên thánh. Tiến trình nên thánh chỉ được thực hiện trên cơ đốc nhân mà thôi. Nên thánh là để bước vào và duy trì mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Đấng thánh khiết. Do đó các khái niệm nên thánh không có ý nghĩa đối với một số người không có mối quan hệ với Chúa. Như vậy, nên thánh điều đầu tiên đó là tôi và anh chị em thiết lập được cái mối quan hệ với Chúa. Là chúng ta cầu nguyện với Chúa được đó, là chúng ta nói chuyện với Chúa được đó. Mà trước đây anh em chưa tin Chúa thì chúng ta không thể nào nói chuyện với Chúa được. Chúng ta thấy dân ngoại họ đâu nói chuyện với Chúa được đâu, phải không? Như vậy nên thánh có nghĩa là tiến trình, đó là một duy trì một cái mối quan hệ với Chúa. Nếu anh em một ngày nào đó theo Chúa rồi, là người lãnh đạo rồi, nhưng mà anh em không có duy trì, không có nói chuyện với Chúa được, thì chúng ta đang gặp rắc rối về chúng ta tiến trình nên thánh á. Tiến trình nên thánh chúng ta gặp rắc rối đó. Thì chúng ta sẽ nói về cái chức vụ thật, nó cần phải có cái sự cầu nguyện. Đặc điểm thứ hai của tiến trình nên thánh đó là gì? Là với những cái giới luật cụ thể về nghi thức biệt riêng ra thánh, Đức Chúa Trời muốn dạy cho chúng ta rằng Ngài là thánh và ở đứng gần với Ngài thì phải làm cho mình thánh khiết theo sự chỉ dẫn của Ngài. Lẽ thật này là hình bóng về chương trình cứu rỗi nhân loại qua sự hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. Chúa Giêsu là con đường nên thánh duy nhất của nhân loại, dân đoạn 14 câu 6. Huyết của con sinh tế là hình bóng của huyết vô tội của Chúa Giêsu. Nó chỉ là hình bóng mà thôi, và huyết của con vật không thể nào tẩy sạch được cái tội lỗi của chúng ta. Như vậy, cái đặc điểm thứ hai đó là chúng ta được nên thánh qua huyết của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không có huyết của Chúa Giêsu thì tôi và anh chị em không thể nào mà nên thánh được. Chúng ta được nên thánh là nhờ huyết của Chúa Giêsu. Hebrew đoạn 10 câu số 4. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được, nhưng chỉ huyết con một của Ngài là Chúa Giêsu mới đủ thẩm quyền để cất tội lỗi chúng ta. Số 3, đặc điểm số 3. Trong thời đại ân điển, cái tiến trình nên thánh được thực hiện bởi Đức Thánh Linh với sự vâng phục bằng cách hợp tác của con cái Chúa. Cái bước thứ ba để chúng ta được nên thánh, cái đặc điểm là gì? Đó là chúng ta được thực hiện bởi Đức Thánh Linh với sự vâng phục. Khi chúng ta vâng phục Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh sẽ khiến giúp cho chúng ta trở nên thánh. Rồi mình ôm lại nha. Cái thứ nhất là gì? Là duy trì mối quan hệ với Chúa. Thứ hai, nhờ huyết của Chúa mà chúng ta được nên thánh.
Số 3, nhờ Đức Thánh Linh mà chúng ta được nên thánh. Số 4, đặc điểm của một người được nên thánh đó là xuất hiện bông trái Thánh Linh ở trên đời sống của người trưởng thành. Anh chị em trở thành người lãnh đạo thì chắc chắn anh chị em phát triển cái bông trái Thánh Linh. Bông trái Thánh Linh từ trong đời sống anh em sẽ được phát triển ra, sẽ được nở rộ ra. Số 5, thời gian là một yếu tố trong tiến trình nên thánh. Khi anh chị em nên thánh á, thì thời gian là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Không thể nào một người mà mới tin Chúa một tháng hai tháng mà họ có thể nên thánh liền được đâu. Nó phải kéo dài. Nhưng có người thì nhanh, có người thì chậm. Có người tin Chúa khoảng chừng vài chục năm mới có thể nói là nên thánh. Còn có người tin Chúa mới chừng ngày hai ngày thì không thể nào nói là nên thánh được. Và có người mới tin Chúa khoảng chừng vài năm thôi, năm ba năm thì họ có thể được trưởng thành, được có dấu hiệu của sự nên thánh rồi. Số 6, nên thánh là một tiến trình, nghĩa là nếu cơ đốc nhân đầu phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, họ sẽ càng ngày càng trở nên thánh khiết và giống Chúa Giêsu hơn. Như vậy nên thánh đó là một cái tiến trình, một cái tiến trình. Nó là từ bước một, từ bước một, từ bước một, từ bước một, rồi nó mới lớn lên. Như vậy khi chúng ta chăm sóc một người nào đó, chúng ta đừng bao giờ áp đặt người ta là anh phải nên thánh liền. Và chúng ta cũng đừng bao giờ phàn nàn với ai đó nói rằng tại sao tới bây giờ anh chưa chịu nên thánh. Chúng ta đừng bao giờ chỉ trích, phàn nàn hay là áp đặt người khác về vấn đề mức độ nên thánh của họ. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy rằng mức độ nên thánh có từng cái giai đoạn. Vậy đó, chúng ta đừng bao giờ chê ai, đừng bao giờ phàn nàn ai. Chúng ta nhìn thấy một người nào đó, chúng ta nói là tin Chúa tới giờ mà chưa chịu nên thánh nữa. Người ta thánh hết trơn rồi, ông sao không chịu thánh gì chứ. Nó có những người nó như vậy đó anh chị em. Nó cần phải có thời gian, cần phải thời gian. Rồi chúng ta sẽ nói các giai đoạn của tiến trình nên thánh nha. Các giai đoạn của tiến trình nên thánh. Các giai đoạn của tiến trình nên thánh nó gồm có 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn biến hóa. Và giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn chuẩn bị là sao? Anh em ghi nha, tại vì tôi không có ghi trên màn hình. Giai đoạn chuẩn bị cho cái tiến trình nên thánh là gì? Thứ nhất, đó là Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng con cái của Chúa để làm nền tảng cho sự nghe, hiểu và có khả năng vâng lời Ngài. Cái dấu hiệu này sẽ dành cho những người mới tin Chúa cho đến tin Chúa lòng. Cái giai đoạn chuẩn bị cho người ta trở thành nên thánh đó là khi cái người đó quyết định hạ mình xuống, chịu nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa và làm theo lời Chúa. Nếu một cái người mà không có chịu nghe, không có chịu hiểu và không có chịu làm theo lời Chúa thì đừng có nói cái chữ nên thánh tịnh. Anh em thấy sự khác nhau giữa chúng ta ngồi nghe lời Chúa và những người không nghe lời Chúa ngồi ở nhà. Chúng thấy khác nhau quan trọng. Cái người chịu nghe lời Chúa nhiều chừng nào thì cái gì? Thì cái mức độ về họ sẽ áp dụng lời Chúa nó cao hơn cái người chưa có chịu nghe.
Có những người họ nghe nhưng mà họ không hiểu, nhưng có người, những người nghe thì họ hiểu, thì họ làm theo. Chúa muốn tôi và anh chị em không phải lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Ở trong Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu 24, Chúa nói có hai cái loại người nghe. Loại người nghe thứ nhất, nghe mà không có làm theo, vì họ không hiểu, họ sợ và họ không làm theo. Loại người thứ hai là họ nghe và họ làm theo. Cái người nghe mà làm theo thì giống như người khôn cắt nhà mình trên đất. Người nghe mà không làm theo giống như người dại cắt nhà mình trên cát thôi. Cái số phận của họ sẽ khác nhau hoàn toàn. Chúng ta thấy có những người cũng đi nhà thờ, cũng đi học kinh thánh, nhưng cái sự thay đổi của họ không có. Lý do tại sao? Họ hiểu lời Chúa, họ biết lời Chúa, nhưng mà trong cái sự kiêu ngạo của họ, họ kháng cự lời Chúa mỗi khi họ làm. Lời Chúa thì để một bên, còn họ cứ làm theo cái cảm xúc, cảm tính, theo cái bản năng của họ thôi. Người như vậy không thể nào mà nên thánh được. Như vậy cái giai đoạn để chuẩn bị cho một cái sự nên thánh là người đó phải nghe, hiểu và làm theo lời Chúa. Tôi không cần biết anh chị em tin Chúa bao lâu. Nhiều khi chúng ta nói rằng tôi đã từng tin Chúa mấy chục năm rồi, hoặc là đạo dòng. Nhưng mà cái mức độ khiêm nhường để nghe, học lời Chúa, hiểu, làm theo thì không có, thì không thể nào mà kết quả được. Anh chị em đọc Thi Thiên đoạn 1, chúng ta thấy phước cho người nào để làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Nghệ sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi sự người đều đều sẽ được thành vượng. Cái kết quả của một người nghe làm theo lời Chúa là gì? Là được phước. Cái từ được phước nó sẽ dành cho cái người nghe làm theo. Giai đoạn chuẩn bị thứ hai, chúng ta sẽ đọc phân tích ở trong Ê-xê-chiên đoạn 36 từ câu 25 đến câu số 28. Ê-xê-chiên đoạn 36 từ câu 25 đến câu số 28. Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch. Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi. Các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ở đây Chúa cho chúng ta có một số điều và chúng ta sẽ cùng học. Chúa nói rằng là ta rửa cho các ngươi được sạch. Cái từ rửa ở đây là ai rửa? Chúa rửa. Chúa sẽ rửa chúng ta được sạch. Và chúng ta được sạch cái gì? Chúa rửa chúng ta được sạch là sạch cái gì? Sạch tội. Sạch tội gì? Đúng rồi, sạch sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Khi anh em chưa tin Chúa, trong lòng của chúng ta đó,
nó đầy dẫy sự ô uế trong đó. Hình tượng và những cái tà thần nó ẩn ở trong cái hình tượng đó đó, cái bản chất nó là sự ô uế. Và khi nó ở trong lòng của chúng ta đó, nó sẽ khiến cho lòng của chúng ta trở nên là ô uế nhiều hơn. Chúng ta thấy có sự khác nhau giữa một người tin Chúa thật và một người không tin Chúa ở tại đây. Người không tin Chúa, họ luôn luôn đầy dẫy cái lòng ô uế. Họ nói ra những cái lời ô uế, họ hành động một cái sự ô uế. Có một cái chị em này, tôi cũng mới cầu nguyện cái ngày Chủ nhật. Chị này chỉ nói rằng là trước đây chỉ lập gia đình, chỉ gặp lập gia đình, chỉ cưới một ông chồng. Chị nói mục sư ơi, chồng của tôi bạo dâm lắm, và tôi rất là khiếp đảm mỗi khi mà chồng tôi ở gần tôi. Hôm nay tôi không chịu đựng nổi luôn trước cái hành động của ông. Và mỗi lần mà ông gần tôi cảm thấy rất là, tôi rất là khủng khiếp, tôi sợ lắm. Bởi vì ông chồng tôi mà ngoại tình tôi mừng lắm. Có nghĩa là ông luôn tìm những cái cách nào đó trong liên hệ tình dục với vợ của mình một cách ô uế, một cách khủng khiếp nhất. Khi một cái hôn nhân cặp vợ chồng mà họ thường xuyên mà xem phim sex đấy, họ học những cái cách mà dâm dục ở trong cái phim ảnh đó, thì họ hành động cái điều đó với vợ của mình một cách rất là khủng khiếp nha. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Còn những cái sự ô uế khác nữa, như là họ hay nói tục tiểu nè, hay rủa xả nè, hay hận thù cay đắng, cố chấp và luôn nghĩ đến những cái điều ác hại đến người khác. Đó là cái sự ô uế. Chúa nói rằng Chúa sẽ làm chúng ta được sạch, phải không? Chúa nói Chúa làm chúng ta được sạch. Sạch cái lòng chúng ta ra khỏi sự ô uế, và sạch những cái gì, những cái thần tượng mà trước đây chúng ta đã đem vào lòng của chúng ta. Thần tượng khi nó ở trong lòng chúng ta, nó khiến chúng ta khó mà vâng lời Chúa lắm anh chị. Mỗi lần chúng ta vâng lời Chúa, nó làm chúng ta rất là khó chịu. Chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi, cảm thấy mình gặp một cái gì đó làm chúng ta không thể nào vâng lời Chúa được. Học lời Chúa đó, hiểu đó, nhưng mà vâng lời cũng được. Tại vì thần tượng ở trong con người chưa được đuổi ra, chưa được đem nó ra. Cái giai đoạn chuẩn bị thứ hai để tôi và anh chị em có thể bước vào cái giai đoạn nên thánh, đó là chúng ta phải được rửa sạch cái tấm lòng của chúng ta bằng lời Chúa. Bằng lời Chúa. Một người có tấm lòng bằng đá không thể nào tiếp nhận được. Nhân đó Chúa nói sao? Ta sẽ cất cái lòng bằng đá ra khỏi con và sẽ ban cho con tấm lòng bằng thịt. Tấm lòng bằng đá. Tấm lòng bằng đá là tấm lòng gì? Đá tượng trưng cho cái sự cứng cỏi. Tấm lòng bằng đá đó là cái tấm lòng của một con người kiêu ngạo, cứng cỏi. Người kiêu ngạo và cứng cỏi. Chúng ta thấy khi chúng ta nói về Chúa cho một người kiêu ngạo, một người cứng cỏi đó, họ không bao giờ chịu nghe phúc âm. Chỉ có những người mà họ bị tan vỡ tấm lòng, những người lòng của họ cho nên tan nát đi, họ quá đau khổ trong cuộc sống thì họ mới tiếp nhận phúc âm mà thôi. Phần lớn những người tan vỡ là những người nào? Đó là những người tội nhiều. Còn những người mà họ có của cải nhiều, những người mà họ đã từng có một cái tôn giáo, có cái đạo đức nào đó, họ từng là một người tự cho mình là người công đức ấy, thì họ không bao giờ tiếp nhận Chúa. Cái đó nó làm cho họ trở nên kiêu ngạo, trở nên có người cứng cỏi mỗi khi họ tiếp nhận về lời của Ngài. Những người họ tự cho là họ đã là người công bình rồi thì họ rất là khó để tiếp nhận. Chúng ta thấy những người có cái nói là tôi là công bình rồi, tôi không cần Chúa muốn ăn nữa, và tôi thấy rằng là tin Chúa cũng không giúp tôi được cái gì. Đó là cái sự cứng cỏi, đó là lòng bằng đá. Trước đây anh chị em đã từng có kinh nghiệm mình là có tấm lòng bằng đá không? Chắc trước đây anh chị em cũng nghĩ mình cũng là công bình lắm không? Nghĩ mình đâu có tội gì đâu, nghĩ mình đó là đâu có trộm cắp, đâu có giết người, đâu có gì đâu. Mình nghĩ mình là tôi là công bình lắm không? Cái đó công bình riêng.
đó là kiêu ngạo, đó là đá. Nhưng để chuẩn bị cho một cái người nên thánh á, thì Chúa phải làm gì? Chúa phải ban lời của Ngài và cái lòng bằng đá ra khỏi ta, khỏi chúng ta. Anh chị em biết á, là tôi cũng được Chúa cất cái lòng bằng đá ra khỏi tôi. Cái lòng bằng đá trong tôi là cái gì? Cái lòng bằng đá trong tôi đó là cái lớp vỏ bên ngoài của tôi, đó là cái sự kiêu ngạo thuộc linh. Tôi không có giống những anh em là có đời sống tội lỗi lan chạ ở ngoài. Trong đời sống của tôi á, nói về liên hệ vấn đề tình cảm á, mà cái người mà tôi thương thiệt á, hiểu không? Chỉ mình vợ tôi chứ không ai, chứ không người phụ nữ nào chứ. Còn những người phụ nữ mà những người khác là họ yêu thầm nhớ trộm tôi thôi, chứ tôi không có quen họ. Mà thật sự tôi không phải, tôi từ đó giờ là gì đó nhá, tôi là gì đó. Tôi nói cái vợ tôi mát ruột mát gan. Mát quá ngồi xuống đất ngồi luôn. Mà tính tôi là gì đó, tôi không có thích mà cái dạng mà này bắt cá hai ba tay quen người này người kia, tôi không có vụ đó. Cái bằng đá ở trong tôi là cái gì không? Đó là tôi hãnh diện về vấn đề dòng họ, đó là đạo dòng. Cái đó nó làm cho tôi rất là khó để tôi có thể nghe một cái lời giảng dạy của một đệ tử của Chúa nào đó. Ví dụ có một mục sư nào đến giảng dạy lời Chúa cho tôi, cái phản kháng trong tôi là gì không? Đó là dạy như thế nào đây? Có nghĩa là trong tâm trí của tôi luôn luôn đặt một câu hỏi này: ông này dạy như thế nào? Đúng hay sai? Dạy như thế nào? Tôi không hề giống như anh em. Anh em có thể tiếp nhận lời Chúa rất là đơn giản, còn tôi tiếp nhận lời Chúa đời từ một cái người nào đó rất là khó anh chị em. Để một cái lời Chúa mà nó thấm trong tôi là không phải tôi tin đâu. Tại vì tôi đã sống ở trong một cái gia đình mà từ nhỏ tôi đã học lời Chúa giống như mấy đứa thiếu nhi bây giờ vậy. Chính điều đó rất là khó để có ai đó mà lai chuyển được thôi. Và khi mà Thánh Linh của Chúa tác động, Ngài cất tấm lòng bằng đá ra khỏi tôi, lúc đó tôi mới biết rằng là tôi có cái sự kiêu ngạo. Nhưng mà lúc trước đây tôi nghĩ tôi có cái sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo và sự cứng cỏi đó là lòng bằng đá anh chứ. Và cảm ơn Chúa là Chúa thương chúng ta, Ngài không để chúng ta khi về với Chúa còn mang tấm lòng bằng đá. Khổ nhất là khi về với Chúa rồi còn cái lòng bằng đá. Về với Chúa rồi vừa đem lòng bằng đá được không? Tấm lòng anh em bằng đá em về Chúa được không? Thật sự là chưa chắc về được không nữa. Vậy nói về với Chúa đem lòng bằng đá ở trên thiên đàng, tôi nói anh em á, là gì, cái đường đi nó cũng bằng vàng chứ không có đá. Vàng là tượng trưng cho cái sự thánh khiết đó anh chị. Cái đường đi nó cũng thánh khiết nữa, đừng nói chi là cái đừng nói chi cái đá đây. Rồi cái tiếp là Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi lòng mới. Như vậy chúng ta có một cái vấn đề là gì? Lòng mới và lòng cũ. Tấm lòng cũ và tấm lòng mới. Tấm lòng cũ đó là một cái tấm lòng nó đầy dẫy cái tội lỗi trong đó. Và tấm lòng cũ là có tà linh ở trong đó. Nhưng Chúa ban chúng ta tấm lòng mới là một cái bầu da mới, một cái bầu rượu mới, một cái bầu da mới, hay là một cái áo mới, chứ không phải là một cái gì nó cũ rồi đem chuyển qua đâu. Mà Chúa cho chúng ta hoàn toàn mới luôn. Tấm lòng nó đến cái gì? Tình cảm, tình yêu. Nó đến cái sự chân thật. Nó đến cái gì phía bên trong của chúng ta. Nhưng khi Chúa cho chúng ta tấm lòng mới, tấm lòng cũ đó là tấm lòng của tội lỗi, sai chập ô uế, kiêu ngạo, dối trá, lừa đảo. Bây giờ tấm lòng mà Chúa cho chúng ta là tấm lòng mới là tấm lòng gì? Thật thà, chân thật. Một tấm lòng có tình yêu thương thật, không còn một chút giả tạo nào. Rồi, với tấm lòng mới, Chúa sẽ làm điều gì cho chúng ta? Đó là Chúa sẽ ghi tạc lời Ngài trong lòng chúng ta, đặc biệt là lòng mới.
Bây giờ tại sao Chúa không ghi tạc lời Ngài cho cái lòng cũ hay lòng bằng đá? Tại vì lòng cũ, cái lòng bằng đá ghi đâu có vô. Giống như nước mà nó chảy chứ nó chạy ra. Ta nói một câu là nước chảy đầu dịch đó. Nước chảy la muôn. Tấm lòng bằng đá là gì đó? Còn tấm lòng bằng thịt là gì? Ghi nhớ rồi họ thẩm thấu lời Chúa và họ. Có những người họ nghe lời Chúa xong họ khóc, họ cười. Có người họ nghe lời Chúa có họ có một cái sự thúc đẩy, có một cái sự nóng cháy để đi hội Chúa. Hoặc là có một cái sự cáo chắc mạnh mẽ để họ ăn năn và thay đổi đời sống của họ. Đó là cái người đã có cái tấm lòng mới. Thôi anh chị em, anh em có điều này không? Bây giờ là lên trong vai trò lãnh đạo, ít nhiều lãnh đạo nhỏ lớn rồi đó, bây giờ cũng phải có tấm lòng này nghe. Chứ còn cái tấm lòng mà bằng đá ngồi nghe biết liền à, ngồi ngủ không à. Rồi cái đoạn kinh thánh này nó liên hệ với cái sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm ở trong Công Vụ đoạn 2. Công Vụ đoạn 2 là khi Đức Thánh Linh giáng trên các môn đệ của Chúa thì họ được gì? Đầy dạy Thánh Linh, họ nói tiếng mới, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Thì cũng một cái ấy, tôi và anh chị em được Đức Chúa Trời ban cho mình một tấm lòng bằng đá, thì đó là tấm lòng mới, tấm lòng bằng thịt rồi, là chúng ta được đầy dạy Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta và chúng ta sống đời sống mạnh mẽ, dạng dĩ trước mặt Chúa. Đó là cái giai đoạn chuẩn bị số 2, đó là ở trong đoạn Ê-si-chiên 36 từ câu 25 đến câu 28. Giai đoạn chuẩn bị đó là một người muốn được sự sống đời đời là phải được tái sanh. Ở trong văn đoạn 3, Chúa nói về ông Nicodem trong cái cuộc trò chuyện này. Chúng ta sẽ đọc văn đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 8. Văn đoạn 3 từ câu 1 đến câu số 8. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giê-xu mà nói rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó. Nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được đức nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì làm sao sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thật. Theo câu kinh thánh câu số 3, một cái điều kiện cần thiết để thấy được nước Đức Chúa Trời đó là người đó phải sanh lại. Nếu anh chị em muốn thấy được Đức Chúa Trời hay là thấy được nước Đức Chúa Trời là anh em phải sanh lại. Như vậy sanh lại là sao? Đây là câu hỏi thắc mắc của một vị giáo sư người Nicodem. Ông nói rằng: làm sao một cái người già như tôi mà sanh lại? Có phải tôi phải chui vào cái lòng mẹ của tôi được đẻ ra nữa không? Chúa Giêsu nó không phải vậy. Sanh lại có nghĩa là sao? Trước đây chúng ta thấy Adam và Eva khi không vâng lời Chúa, ông bà đã ăn cái trái cấm. Và lúc ông bà đưa cái trái cấm vào miệng của mình là nó đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng ông bà đã phạm cái tội là không vâng lời. Giây phút ông bà ăn trái cấm phạm tội không vâng lời là giây phút đó tâm linh của ông bà đã chết rồi. Như vậy sự chết ở đây nó đến cái sự phân rẽ, sự phân cách giữa
Đức Chúa Trời với con người. Khi Adam và Eva bị rủa xả, Kinh Thánh nói sao? Rằng vì các ngươi ăn trái này, ngươi sẽ bị thế này, bị thế này. Cái cuối cùng là gì? Ngươi phải chết. Chúa Giêsu đã đến thế gian này, và Chúa Giêsu đã chết và đền tội cho chúng ta. Khi tôi và anh chị em ăn năn, cái giây phút mà mình ăn năn, mình tin nhận Chúa đó, là cách giây phút đó, giây phút chúng ta được sanh lại. Được sanh lại là chúng ta được Chúa cho mình được thai dựng, hoài thai của Chúa ở trong chúng ta, ngày sống lại trong chúng ta. Hay nói đúng ra chúng ta được nối lại cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Tội lỗi nó làm chúng ta chết đi, nhưng mà ân điển, sự tha thứ của Chúa làm chúng ta được sống lại. Như vậy anh em thấy mình được sanh lại chưa? Anh em được sanh lại là giây phút anh em đã tin và đã chịu báp têm, là giây phút anh em được sanh lại đó. Ở đây anh em đã là chịu báp têm chưa? Rồi, được sanh lại chưa? Thì hỏi từ sanh lại chưa, nhiều khi mới biết mình sanh lại chưa. Người ta hỏi anh em sanh lại chưa, nói là tôi không biết, để tôi hỏi thôi. Sanh lại rồi là một đứa trẻ thôi. Một đứa trẻ có biết gì không? Không. Em chị em biết cái đứa trẻ nó có biết yêu đương là gì không? Nó có biết là tranh giành là gì không? Nó có biết là ăn uống gì không? Không, nó chỉ biết khóc thôi. Lý do tại sao có những người mới tin Chúa họ chịu báp têm mà họ không biết gì? Tại vì sao vậy? Họ là con đỏ, con trẻ, họ không biết chứ. Nhưng mà qua thời gian họ lớn lên, qua thời gian họ lớn lên thì họ được lời Chúa đến cho họ, dạy dỗ họ, họ trở thành một cái con người của Chúa. Bây giờ Phaolô đó, tôi cầu nguyện cho anh em để đấng Christ hoài thai hình thành trong anh em, để anh em được trưởng thành, có tầm thước dốc dạc ở trong Chúa. Có nghĩa là người ta càng trưởng thành nhiều chừng nào thì người ta sẽ thể hiện một con người thật trước mặt mọi người, mà chúng ta không còn coi người đó là con đỏ nữa, hay là con trẻ nữa. Một người trưởng thành trong Chúa và một người không trưởng thành trong Chúa, cách nói chuyện nó khác nhau hoàn toàn. Anh em thấy phải không? Thí dụ nói chuyện trong Chúa, nên nói chuyện với nhau đi. Cái người mà trưởng thành đó, là họ không cần phải tranh luận, không cần phải là nói chuyện gắt hơn người ta làm chi, không cần phải thể hiện bày tỏ cách này cách kia làm gì. Họ chỉ đơn giản, họ qua cách sống của họ và qua lời Chúa mà Chúa cho họ, thì họ nói ra một cách rất là nhẹ nhàng. Còn con đỏ là sao? Nó hay khóc, nó hay ganh tị, nó hay ghen ghét lắm. Mà tôi và anh chị em khi lớn lên ở trong Chúa thì không còn cái bản chất con đỏ. Tự nhiên cái con đỏ nó mất đi. Cũng một thế ấy, anh em mà đi trở thành cái người hồng vì Chúa, khi anh em trở thành người hồng vì Chúa rồi, chúng ta cũng mất đi cái hình ảnh con đỏ hồi nào không hay luôn đó. Nhiều khi anh em tôi thấy sao anh này, thầy này, anh kia, chị kia sao còn con đỏ quá. Tại vì đơn giản thôi, tại vì bị suy dinh dưỡng. Chúng ta thấy có một số đứa nó bị suy dinh dưỡng mà nó còi cọc, nó không lớn lên. Lý do tại vì nó thiếu sữa, hoặc là nhiều đứa nó uống sữa không có được. Sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phải không? Nó sữa của mục sư nhà mới là sữa tốt, sữa của mục sư khác chỉ là sữa đặc có đường thôi. Vậy mà nếu mà chúng ta càng học lời Chúa và ông mục sư càng có lời Chúa để cho dân sự thì sao? Dân sự sẽ lớn lên rất là khỏe mạnh. Tại sao vậy? Sữa mẹ là tốt nhất. Anh chị em thấy không? Một cái người mà làm chứng cho cái người khác tin Chúa, mà cái người đó là cái người đi dạy đạo cho người đó đó nha, là tôi bảo đảm anh em là cái người đó lớn nhanh như thổi. Còn ai mà gửi chúng ta mà chăm sóc đó nha, là chúng ta phải mất một thời gian dài để quen tay, quen chân, quen sữa nữa. Phải không? Con nuôi đó đâu bằng con buộc đâu. Còn một thế ấy, khi anh chị em là cái người sanh ra ở trong hội thánh này, được trưởng dưỡng, được thờ phượng Chúa ở đây, được học lời Chúa từ ông mục sư, từ người thầy của mình, thì sao? Anh em sẽ lớn lên rất là nhanh.
Bởi vì khi sự sanh ra, đó là khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu và chịu báp têm. Và Chúa Giêsu nói đây thêm nữa là câu số 4, câu số 5 á, Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi không có nhờ nước và thánh linh mà được sanh lại. Nước và thánh linh là sao? Chúng ta được sanh lại bởi gì? Tin Chúa Giêsu chúng ta nhờ nước và thánh linh. Thật sự nước và thánh linh cũng là một thôi. Ở trong Giăng đoạn 4 chứ nói rằng các ngươi uống nước này, còn nước này nè, còn khác nữa. Còn cái nước mà ta trong ngươi là không bao giờ khác. Nước đó sẽ chảy trong ngươi thành một mạch nước. Vậy cái nước đó là nước gì? Nước sự sống và nước thánh linh. Mà thánh linh với nước cũng là một thôi. Và Chúa cũng nhắc nhở tôi và anh chị em là chúng ta nhờ Đức Thánh Linh. Và nước cũng mang hình ảnh về những đề bán tem anh chị em. Đó là một cái quyết định đồng sống đồng chết với Chúa. Và chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta được thay đổi, được tăng trưởng ở trong Chúa. Thật sự một người mà được tăng trưởng, được lớn lên đó, phần lớn là chúng ta nhờ Đức Thánh Linh nhiều lắm. Hay là Thánh Linh làm cho dân con cái của Chúa, làm cho thánh của Chúa được phát triển, được lớn lên. Và nếu ngày hôm nay tôi và anh chị em không còn nhờ cái sự giúp đỡ Đức Thánh Linh, là có nghĩa là hội thánh không bao giờ có cái số người mà tăng trưởng hay là sanh lại nhiều đâu. Có một số cái giáo hội, có một số hội thánh ngày hôm nay họ không có dạy về vấn đề vai trò của Đức Thánh Linh ở trong hội thánh. Họ chỉ nói về Chúa Giêsu, họ chỉ nói về Đức Chúa Cha. Còn công việc của Đức Thánh Linh là họ không bao giờ nhắc đến. Thậm chí họ nói một cách rất là mập mờ. Và chính cái chỗ mà mập mờ như vậy đó, thì làm cho hội thánh dân sự của Chúa xem Đức Thánh Linh giống như là một cái nguồn năng lượng hay là một cái sinh hoạt lực nào đó mơ hồ. Trong khi đó Đức Thánh Linh là đấng và ở trong hội thánh ngày hôm nay. Ngài giúp cho tôi và anh em được trưởng thành, Ngài giúp chúng tôi đi phát triển hội thánh, Ngài giúp chúng ta được mạnh mẽ là nhờ Đức Thánh Linh, mà chúng ta lại gạt Đức Thánh Linh vào một bên. Chính do đó thì hội thánh không bao giờ phát triển trọn vẹn được. Khi chúng ta không có được hiểu biết hay là không có thấm nhuần, không có hiểu về Đức Thánh Linh, thì chúng ta trở thành người gì không? Người què quặt. Người què quặt có nghĩa là Đức Thánh Linh đã giúp đỡ chúng ta mà chúng ta lại không có hiểu biết Ngài, mà chúng ta sống cái kiểu mà khiếm khuyết. Chúng ta thấy một cái đứa trẻ khi nó lớn lên mà không đủ chất như thế này, nó sẽ bị khiếm khuyết một cái gì. Ví dụ như có đứa nó không đủ chất, nó sẽ làm cho nó bị gì? Đần độn mà ngu đi. Cái đứa không có đủ chất, nó sẽ làm cho gì? Chân nó bị bại liệt đi. Cái đứa nó không đủ chất, nó sẽ làm cho mắt nó bị mờ đi. Có đứa nó không đủ chất này thì cái da nó bị gì không? Bị vàng đi. Nếu trong cơ thể người ta nó không đủ chất gì đó, nó sẽ làm cho cái con người ta có bị khiếm khuyết gì đó. Hoặc là dư cái chất nào đó, nó cũng không ảnh hưởng gì sức khỏe nữa. Thấy không? Vậy tôi và anh chị em cần hiểu biết về Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng phải cần hiểu biết về Đức Thánh Linh. Và chúng ta phải cần hiểu biết về Đức Chúa Cha. Kế tiếp, giai đoạn chuẩn bị đó là gì? Một cái người tin Chúa thật sẽ kinh nghiệm hai sự thay đổi. Đó là phần số 5 ấy. Một người tin Chúa thật ấy, thì sẽ kinh nghiệm hai sự thay đổi. Thứ nhất là sanh lại từ trên cao, và thứ hai là tái tạo căn bản. Sanh lại từ trên cao đó nghĩa là chúng ta nhờ Đức Thánh Linh giúp chúng ta được sanh lại. Tái tạo căn bản đó là chúng ta áp dụng lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta nhớ được hai điều đó rồi. Thì Thánh tôi nói rằng Giăng đoạn 17 câu số 7 đó là gì? Các ngươi được sạch vì nhờ ta, lời ta bảo cho.
Như vậy thì một người tin Chúa thật có hai cái kinh nghiệm thay đổi đó. Thứ nhất là gì? Được sanh lại bởi quyền năng từ trên cao hay là bởi Đức Thánh Linh đó. Và thứ hai là gì? Bởi người đó nghe và áp dụng lời Chúa, người đó sẽ được sanh lại. Trong cái loạt bài lãnh đạo thuộc linh đó, tôi chia sẻ trong thời gian qua, đó là thời gian mà anh chị em phải nói rằng cũng hơi cảm thấy khó chịu khi học lời Chúa với tôi. Thì đó là cái cách mà chúng ta cắt tỉa để những gì không có kết quả nó phải bị lội đi, những cái trà trơn trong cái con người của mình nó bị lìa bỏ đi, tại nó là cái mà sanh ra không kết quả. Và khi chúng ta quyết định cắt bỏ nó thì anh chị em thấy cuộc đời mình nó khác hoàn toàn. Anh đang thấy cuộc đời mình nó khác hoàn toàn. Tự nhiên mình thấy mình nhẹ nhàng hơn. Tôi muốn hỏi anh chị em những ngày vừa qua, trước cái kỳ huấn luyện, sau thời gian qua cái kỳ huấn luyện, những cái ngày qua rồi, bây giờ anh em thấy như thế nào? Tôi muốn hỏi anh em một vài cái ý kiến đây. Ví dụ là trước khi anh em tôi chưa huấn luyện cái môn này, anh em thấy mình sao? Tôi muốn nhìn thấy cái gì đó thực sự trong anh em á. Thiếu hiểu biết. Trước khi huấn luyện thì mình thấy mình khôn lắm. Sau khi huấn luyện mình thấy mình ngu ra. Thấy không? Nó một cách luôn nè kìa. Lý do tại sao mình ngu ra? Tại vì sao? Ủa sao mình không biết cái gì? Rồi lúc đó mình mới nhận biết là gì không? Ồ, tôi cần phải học thêm. Phải không? Tôi cần phải học thêm. Tôi cần phải được thay đổi hơn. Trước khi anh em chưa học, chúng ta thấy cái gì mình cũng tưởng là mình đúng. Nhưng mà khi mình học rồi, ô những cái mình đúng đó, nó lại là cái sai. Phải không? Tại vì khi chúng ta áp dụng lời Chúa, chúng ta thấy mình sai hoàn toàn, chứ đâu có đúng đâu. Đó. Rất nhiều điều mà chúng ta học lời Chúa, chúng ta thấy khi mình được thay đổi, mình thấy rất là được phước. Và khi anh em được thay đổi, chúng ta thấy như thế nào? Mình yêu Chúa nhiều hơn. Mình yêu anh em mình nhiều hơn. Mình thấy cái sự hợp của Chúa, tinh thần phục vụ Chúa, nó mang tính chất là gì? Tặng hiến hơn. Hôm trước anh em có thể nói yêu Chúa, nhưng mà chúng ta lại rất là khó có thể đến gần anh em mình được, phải không? Anh em đến gần được với nhau đó là không phải là cái người kia tốt mà chúng ta đến gần đó. Nếu anh em mình là cái người kia quá tốt mà mình đến gần mình chơi được đó là mình giống dân ngoại thôi. Nó tốt tôi tốt lại, nó không tốt tôi không tốt lại. Nhưng ở trong Chúa là khác à. Người ta đối xử mình thật là tệ như vậy, mình vẫn là người gì? Chơi được với người ta mới gọi là con của Chúa. Chơi mới giống người ta nha. Chơi để người ta thay đổi giống mình. Không phải là mình tệ đi người ta giống mình, mà mình phải là tốt để người ta giống mình nha. Anh em mới nhớ rồi đó. Cái giai đoạn chuẩn bị này là gì? Gì nữa đây? Giai đoạn chuẩn bị đó là cái giai đoạn cho phép chúng ta thẩm định để xem con cái Chúa thật sự sẵn sàng để bước vào giai đoạn tiếp theo của tiến trình nên thánh không. Giai đoạn chuẩn bị đó là giai đoạn mà thẩm định coi tôi và anh chị em có sẵn sàng bước lên một mức độ cao hơn, hay là chúng ta có sẵn sàng chuyển mình được tăng trưởng không. Chúng ta thấy một đứa trẻ khi nó giai đoạn nó trưởng thành, nó lớn lên một chút nào đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái răng của nó đó. Phải không? Mỗi khi nó một cây răng là anh em biết gì? Nó lớn được 1 cm hoặc là 2 cm, nó lớn thêm được 1 ký hoặc là 2 ký. Và đó khi nó mọc cái răng nó phải làm sao? Nó hành, nó sốt, nó nóng rồi nó khóc mấy ngày như vậy đó, rồi qua cái đó rồi xong nó mới bình thường trở lại. Đó là cái nóng sốt, cái hành nó là dấu hiệu nó được nó chuyển mình, nó đang lớn lên. Bởi vì nhiều khi tôi nói anh em nha, tôi thấy anh em hay quậy ha. Rồi thậm chí hay thể hiện cái cách này cách kia hờ mắt đủ trò. Tôi nói thật anh em, tôi không có phần quan tâm đến cái chuyện đó. Tôi biết rằng là cái dấu hiệu
chuyện mình nó mọc răng. Tôi biết anh em chuyện mình mọc răng lớn lên thôi, với tôi có nhiều khi nói anh mục sư ơi thằng đó nó quậy quá, mục sư ơi sao không xử nó đi, mục sư xong làm đi. Tôi sẽ có cách tôi làm, nhưng mà đừng có lo lắng, nó đang chuyện mình nó mọc răng. Nằm sốt thôi. Nếu anh em sau này làm cha làm mẹ thì chúng ta sẽ thấy khác. Nếu anh em trở thành cái người hầu vị Chúa và làm lãnh đạo cho người khác thì chúng ta sẽ nhìn cái con, nhìn cái nhân sự của mình nó đang chuyển mình mọc răng, anh em biết liền ha. Gọi là chuyển mình được lớn lên, anh em nó chuyển mình được lớn lên chứ gì chứ. Rồi anh em thấy con gà không? Khi nó giai đoạn nó lớn lên, nó nghe bắt đầu nó ra lông càng, nó là nó răng măng, hay bắt đầu nó có lông chút xíu rồi đó, nó hay có cựa làm gì? Nó đá nhau. Đá nhau hay là so cựa là chuyển mình là gì không? Chuyển mình được lớn lên không gì chứ. Nó nhìn hết tập thành đá nhau để mai mốt nó thành đi gà đá chứ. Đúng là nhiều khi mẹ lại càng rút mẹ luôn không? Bởi vì nhiều khi anh em phải cẩn thận, thấy anh em hay gì kia mà lớn mình càng càng chừng rút mình luôn á. Mà thật sự những lúc đó đó anh em biết rằng đó là cái sự chuyển mình thôi, chuyển mình để lớn lên được tăng trưởng thôi. Khi anh em nhận ra thì anh em sẽ thấy khác rồi, anh em không có cảm thấy lo sợ. Người lãnh đạo của Chúa là không có lo sợ khi con mình mọc răng. Người lãnh đạo của Chúa là không có sợ hãi khi thấy là hai con gà nó so cửa với nhau, nó không có tiêu diệt nhau đâu. Chỉ thấy như vậy nhưng mà không phải vậy. Bởi vì khi anh em thấy khi có con mình nó lớn lên thì anh em đừng bao giờ lo lắng quá. Đó là giai đoạn chuẩn bị thôi. Rồi chúng ta thấy rằng đối với những cái tín hữu không thể hiện những cái điều mà chúng ta đã ghi ở trên hay đã học ở trên, có nhiều lý do. Rồi chúng ta sẽ xem xét qua hai cái lý do sau đây. Chúng ta đã nói từ 1 đến 6 rồi, đó là những điều mà chúng ta đã học rồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là có những cái tín hữu mà họ không có gì hết, vô nhà thờ nó bình thường giống như cái ngày mới tin Chúa. Thí dụ giờ anh em thấy này, trong một thánh kể lại đây có hai ông mà tôi thôi đặt hai ông đó đó, đáng lẽ đó là thầy của anh em rồi đó, là ông Hai Thệ với ông Ba Thái à. Không có chuyển mình, không có lớn lên. Mà nói thật anh em, mà hai em đó mà chuyển mình lớn lên là chúng ta đã mở một cái điểm ở ngoài đó rồi đó. Hình như là hai cái vị này hình như là thầy Lâm lúc ra đó là lâu lắm, cũng mười cũng cả cái chục năm rồi, phải không? Chứ đâu phải ít đó. Trong khi đó là thậm chí bây giờ có một số anh em đó là không biết mấy ông đó luôn á, mà tại vì lâu quá mà không biết. Cái lý do là không xuất hiện, lâu lâu xuất hiện là mà ông xuất hiện ông vô làm gì không? Có nghĩa là mấy ông này xuất hiện cái là ông vô ông nhờ tôi cầu nguyện tại ông bị bệnh quá. Vậy xong đi về đó chứ không gì chứ. Về nhà còn mấy ông ăn đám dỗ cũng bình thường, ăn nhậu cũng y chang như là người dân ngoại, rồi thờ cúng bình thường vậy. Rồi tao chừng bệnh quá chạy vô cầu nguyện. Không có gì thay đổi hết, không có gì thay đổi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thêm, chúng ta sẽ nhìn xem. Đối với những cái tín hữu và không thể hiện những điều đã ghi ở trong những cái bước trên, có nhiều cái lý do, nhưng mà có hai cái lý do chính sau đây. Thứ nhất, chúng ta cần xem xét họ đã tin Chúa như thế nào. Có thể họ tiếp nhận Chúa vì áp lực, hay là một lời mời gọi đáp ứng được nhu cầu cấp bách của họ. Khi cảm xúc nhất thời qua đi, khi nhu cầu cấp bách đã được giải quyết, bây giờ họ suy nghĩ lại và có thể không tiếp tục dấn thân với Chúa Giêsu. Đối với dạng này, chúng ta cần tiếp tục làm chứng về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu trên thập tự giá, với cái hy vọng là họ mở lòng để thật sự tin Chúa. Mỗi một cái thuận lợi lớn cần được nhận ra ở đây là
chúng ta đã quen biết được họ. Như vậy, lý do tại sao mà họ không có được lớn lên đó, tại vì họ chưa có được sanh lại. Họ không được sanh lại là sao? Tại vì có thể trước đây ai đã cầu nguyện cho họ tin Chúa, mà họ không có đặt niềm tin nơi Chúa thật sự. Họ tin Chúa vì cớ họ muốn được hết bệnh, khi hết bệnh xong cái họ bỏ. Hoặc là họ tin Chúa vì cớ họ gặp một cái khó khăn nào đó được Chúa giải quyết. Hoặc là nghe lời mời gọi của chúng ta, họ đi theo cái phong trào, hoặc là đi theo một cái tình cảm quen biết thôi. Chính cái chỗ đó họ không có sự lớn lên khi học lời Chúa. Đó là điều, cái nguyên nhân làm cho họ không có thể trưởng thành được. Như vậy chúng ta làm sao? Cái điều đặc biệt mà chúng ta có trên những người đó là gì? Là cái mối quan hệ đã có sẵn rồi. Thì anh em ra phải cầu nguyện cho mấy ông đó tin Chúa lại. Giống gì chứ? Chúng ta phải cầu nguyện cho họ tin Chúa lại đó nha. Họ cần phải xác định đức tin lại. Thậm chí thời đó lúc phải làm gì? Là bắt tem lại, học giáo lý lại luôn đó chứ đừng nói. Để có những người mà họ tin Chúa gì đó thì chúng ta phải làm lại từ đầu ấy. Giống như xem họ là những người là gì? Chưa bao giờ cầu nguyện vậy. Để chúng ta phải làm cho họ lặp lại cái mối quan hệ với Chúa. Số 2, có người tin Chúa thật sự nhưng họ không thể hiện cái lòng nóng cháy với Chúa ra bên ngoài. Chúng ta cần tiếp tục dạy dỗ họ bằng lẽ thật và tạo điều kiện cho Đức Thánh Linh làm việc trong lòng họ. Chúng ta cần phải nhẫn nại gieo giống mà giọt lệ đối với đối tượng này. Đối với đối tượng mà họ không có lớn lên, họ có đi nhóm, họ có thờ phượng Chúa, họ có trung tín nữa, làm nhiều việc lắm, nhưng mà họ không có lớn lên trong vấn đề tâm linh. Thì anh chị em cần phải nhẫn nại, có nghĩa là cần cái thời gian chịu đựng họ và giúp đỡ cho họ được trưởng thành. Cần giúp đỡ cho họ được có trưởng thành. Đó là đòi hỏi cái sự nhẫn nại. Có một số đối tượng cần được quan tâm đặc biệt. Chúng ta tạm gọi họ là tín đồ xác thịt, là tín hữu dầu là tin Chúa nhưng đời sống còn bị cai trị bởi xác thịt. Như vậy thì cái từ xác thịt ở đây chúng ta hiểu cái nghĩa đúng là sao? Tôi và anh chị em ai cũng có phần xác thịt này. Cái xác thịt là cái vỏ bên ngoài làm cho chúng ta còn sống ở trong trần gian này, đó là cái xác thịt nó bình thường. Nhưng mà cái từ xác thịt mà theo cái nghĩa bóng mà chúng ta nói tại đây đó, đó là gì? Đó là cái bản chất tội lỗi, cái bản chất của Satan nít nó còn ở trong đời sống của đó, là cái bản chất tội lỗi. Cái từ bản chất tội lỗi hay chúng ta được gọi là những cái dục vọng của xác thịt, hay là những cái đòi hỏi, những cái tham muốn của đời này, tôi mình gọi là xác thịt. Chứ nói anh xác thịt quá, chị xác thịt quá. Thì nếu mà nó hiểu rõ cái từ xác thịt gì, người ta sẽ nói tôi không có xác thịt sao tôi sống. Nếu mình không có xác thịt tôi còn hồn không ạ? Không? Cái từ xác thịt ở đây có nghĩa là gì? Đó là ý nói là một con người sống chưa có sự thay đổi về cái tâm tánh của họ khi họ theo Chúa. Đối với cái dạng này, cái tiến trình nên thánh của họ thường trong gai, với cái phần xử lý xác thịt đóng vai trò quyết định trình tự nên thánh. Đối với đối tượng này phải là xử lý xác thịt trước rồi mới gây dựng và phát triển cái phẩm hạnh thuộc linh. Đôi lúc vì vội vã, chúng ta thúc đẩy tín đồ xác thịt vào cái tiến trình nên thánh với cái hy vọng là tình trạng thuộc linh họ sẽ được tốt hơn. Chúng ta dạy họ khiêm nhường của Chúa Giêsu, trong khi họ vẫn muốn được tôn cao trong cộng đồng con dân Chúa. Chúng ta dạy họ là thánh khiết,
của Chúa trong khi họ vẫn đang quỳ mài trong phiên ảnh nhơ nhớp mỗi đêm trong cái phòng riêng tại nhà. Chúng ta dạy họ cách phục vụ người khác theo gương Chúa Giêsu, nhưng họ không thực sự biết Chúa Giêsu là ai. Họ muốn người khác phục vụ mình, nhưng không muốn phục vụ người khác. Đây là nan đề lớn của Hội Thánh, vì không hiểu rõ giai đoạn chuẩn bị bước vào tiến trình nên thánh. Như vậy thì bước vào tiến trình nên thánh, một trong những cái sự ngăn trở lớn nhất của chúng ta đó là gì? Con người xác thịt. Con người xác thịt, tức là họ không có chịu thay đổi bởi lời Chúa. Và chúng ta sẽ thấy có những cái sự khác biệt xảy ra giữa cái người xử lý xác thịt thì họ sẽ được tăng trưởng sớm, còn người không chịu xử lý xác thịt thì họ lại không có tăng trưởng. Ở đây không có nói về vấn đề là tin Chúa lâu hay là mau. Như vậy thì thời gian không có định lượng được là tín đồ xác thịt và tín đồ là thuộc linh đâu. Như vậy tín đồ xác thịt đó là tín đồ họ đã được Chúa xử lý hay là chịu để Chúa xử lý, hay đúng nghĩa là họ chịu để Chúa xử lý. Còn tín đồ thuộc linh là gì? Tín đồ xác thịt là họ không có chịu để Chúa xử lý đâu, họ luôn luôn cố gắng họ làm theo ý họ thôi. Ví dụ anh em học lời Chúa tại đây và có những anh em khác nhắc nhở, anh em chỉ sửa, anh em cứ nói mình hoài, cứ chọc mình hoài, cứ chăm chích mình hoài, anh em đừng có giận những cái người mà chỉ trích hay là chọc ghẹo anh em. Nếu anh em giận những người đó đó là anh em đã gì? Đã khước từ cái sự tăng trưởng thuộc linh của mình đó. Họ càng nói anh em, dường là anh em nhịn nhục họ được, anh em lại xử lý được cái bản chất của mình được, thì giai đoạn đó anh em đã được lớn lên và anh em không còn giận họ được. Em để ý đi, và họ không bao giờ chọc anh em nữa, tại sao còn gì nữa đâu chọc, tôi chết rồi, phải không? Còn nếu không anh em cứ cảm thấy tự ái hoài, cảm thấy buồn ngày, cảm thấy giận hoài, lý do tại sao vậy? Tại anh em còn sống cho chính mình. Chúng ta còn sống cho gì không? Cho cái sĩ diện, cho cái lòng tự cao, tự đại, tự ái, tự ti. Chính như đó chúng ta hay giận người khác hay buồn người khác. Nhưng nếu anh em chấp nhận là con được quyết định, con chết con người sắp thành đứa con. Anh em thấy cái một cái người mà chết đi nằm đó, người ta có chọt, người ta có thọt lét, người ta có lấy cây tật khiều, người ta cứ phun nước bọt vô mặt, người ta có làm đúng một cách, cái người đó có cười hay là có khóc gì không? Không, xác chết mà còn khóc gì? Thì có một thể một cái người đã quyết định để sanh lại hay được sống lại, để tăng trưởng đó, thuộc linh đó, là cái con người xác thịt là phải chết đi. Đó là giai đoạn chuẩn bị để có một cái giai đoạn nên thánh. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang nghỉ 10 phút nhau nè. Chúng ta còn hai cái giai đoạn để trở thành thánh thánh. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em nghỉ 10 phút đi, xả dao, vệ sinh. Anh chị em học có gì đó chúng ta phải gắng chịu đựng, rồi sau đó phải đi tới lui. Tôi có thời gian tôi cho anh em nghỉ mà.